Vụ đông xuân 2023-2024, những dự báo bất lợi cho tình hình canh tác lúa. Bà con cần lưu ý gì ngay từ khâu chuẩn bị đất để cây lúa phát triển tốt ngay từ đầu vụ? Những nội dung này sẽ có trong chương trình Canh tác thông minh phát sóng vào ngày 29 tháng 10 năm 2023. Phân bón đầu châu, bạn đồng hành của nhà nông.